chưa đang đang mấy ngày nữa đang mấy ngày nữa đang à. Vậy anh chút thì xuống Facebook là em có máy thì đưa qua là phải lắm. Thôi kệ nước thôi, nó đang tới đây sáu ngày dậy nó đang làm em cũng được. Hai hậu nó thành chung một miền, hai luồng đẩy từ bên đi còn lại là thấy hai cái luồng tráng liền chết theo miền đúng không? Mà từ bên đến chài qua luôn bên trên ra một miền đi lăn qua như luôn mà chết theo luồng mới thông đi nhanh nè, phải sao? Chứ học buồn nó khỏe thì nó buồn học buồn đem đi đi nè cái xíu này cho cái học thiệt dư ai đồ hóa cái nó học buồn chỗ này cũng cho xong lậu hóa mới gì dài lên chứ em đem đem lấy ra không khỏe nó không khỏe nó cùi cái này nó cùi luôn rồi cùi thì khỏe rồi quất luôn nó sướng nó bự bự này mưa ra đỡ quá trời khỏe của thằng nào cũng xứng quá đa cái học đấy cái gì đó ở trên da nó không mới sao nên nè cái gì đó nó mấy cái mảng bè xuống nó mệt chỗ có máu nữa mà cái này gì nó rất là gì những màn trời nó xứng còn mập nhiều nam nó đè xuống dưới nè nó lặn sâu trong thịt chứ chết tướng nên thích chết nhà nhà
Đừng nói là heo có thèm bo rưỡi đứng đậu vừa đó hề, ngay lắm á. Mùa nữa đi do là biết dài quá rồi. Đúng này, một tuần nữa mình lại mấy chục học trên do vậy đó. Cùng có lớp do là dễ sợ. Chẳng mình bớt nữa rồi, không được nữa. Trường hết khó khăn cho mình đó, nó dễ sợ. Con học sớm này, con sớm này sớm. Trời trời. Chừng đó chị ngồi làm việc cái gì chanh rồi. Xíu nữa thì e rảnh là cho cô chanh. Cá khô hả? Mấy anh đi không qua. Dạ, nó phải nằm bên này. Sao? Thôi, nó cực quá.
Dì nước ổng coi cho. Không làm nào kỹ vô. Lót bé thấy rồi à? Cài đường lót thấy rồi. Trời trùng tu đây. Câu mới lấy gì đó bữa trước hết chỗ của chanh có là rau đó hôm bữa đứt hàng rồi có rau con mới kêu là đợt nữa đó đợt trước thấy có là hết luôn rồi dịch này cái đợt chi không có đâu ăn là đủ rồi chứ. Còn gì được cho chị nàng luôn để biết cô mua vô là thân cái người ông nó qua này với mình lao thân sao Yeah.
lại phim luôn. Ừ, ta là mong kinh rồi ra. Thì hề ảnh là mong mặt khiếp xem chứ mà. Nói này nhiều hơn mấy đợt trước nhiều luôn. Đại là nhiều hơn nữa. Không tham là nhiều. Ai tham cái gì? Đừng có tham, vô lý tỷ hợp bồi cho mình. Tham thì ráng chịu thôi. Trong đó là chỉ có những người tham thì ráng mà chịu. Cái đâu có lừa đảo đâu, nó vẫn đưa đồ mình mà lấy tiền mà. Cứ tham chịu thôi. Cũng đâu có lừa đảo, thích thì đưa tiền hắn. Ai bắt được hắn đâu. Nó vẫn đưa hàng để lấy tiền mà, thích thì chịu. Mình trả kiện tụng gì được họ hết, tham thì chịu. Còn chút nữa mới sao.
kiểu khách hàng nữa chứ không phải vòng ngồi không đâu. Có thể chờ là kiếm mít luôn đó. Đó, cây đó muốn làm đi. Thế đi, có thể không bỏ cái tập mong chịu hẹn. Nó miết luôn rồi. Không chịu hẹn thôi chứ. Điện lại tiền á. Không bỏ cái tập mà không chịu hẹn. Đi ngồi thì cứ hẹn chẳng khỏe, nó ngồi ra. Nó tao nhà ngủ hả? Chắc phải đi gần đầu đó. Để mấy chục lần. Mua chi mà, mua chi kìa. Tăng ra mới thấy nhiều thì nó mai đồ đẹp lắm. Tí cho bà ngoại coi cắt vợ đồ. Bà mai đồ rất là đẹp đó. Bà mai đầm, bà đồ những người lớn trẻ chim đẹp trưng. Bà mai đồ bà đẹp xinh chim, nói chung mai chim đẹp thế. Bà mai đồ đẹp ghê. Nga đó một xíu, đó một ngày hơn đó. Có chỗ con rửa rảnh đó chứ. Đó đã. Đó là chị Hương ngồi đó. Hai gái thì chị nhiều khách quá, chị biết Hương ngồi đây. Cái gì Hương đi được rồi. Hương ngồi đó, hai gái thì chị nha. Nữa không? Đi ngồi nàng nói nữa không? Ủa? Hai lời bữa sau. Nữa không? Phải nghỉ? Nghỉ thì? Rồi thì thôi mà còn gì bác làm nốt. Làm nốt, rồi làm nốt. Chịu đau nhỏ. Thế là còn cái nhỏ, con ở đây không? Ba con ở đây không? Con ở vài hôm nữa. Ừ, vài hôm, vài hôm đi lần nữa đây, chứng đau quá, skip quá, con sợ quá. Không? Có bữa sau xuống đây. Ừ.